anh hai, nếu mà anh hai đã rộng lượng với chị hai em như vậy á thì anh cứ mở lòng ra trước đi. Dục thấy sao mà nói như vậy? Bộ tôi sống hẹp hòi với Ngọc Hoa lắm hả? Dạ không phải, anh hai hiểu sai ý em rồi. Thiệt á, là nhìn hai người trước mặt mọi người thì đúng là một cặp, nhưng mà... Nhưng mà giữa hai người có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh thấy Ngọc Hoa còn chưa thoát khỏi cái vỏ ốc của chính mình nữa. Đâu phải có mỗi chị hai em mà có vỏ ốc, anh cũng có mà. Em không hiểu hai người cứ làm khổ nhau chi không biết. Bởi vì em mới nói anh là anh mở rộng ra với chị hai em trước. Tại đàn bà có tùy giới thì luôn mặc cảm mà. Em bị sao vậy? Dạ, hình như em bị đau bao tử. Em thấy khó chịu quá. Rồi sáng dậy muốn thuốc gì chưa? Dạ em muốn rồi, mà nó chưa có khỏe. Thôi thôi thôi, không được. Nếu mà ngày mai còn như vậy nữa thì phải đi khám. Biết lâu không có được đâu. Chắc không sao đâu anh. Sao mà không sao được? Em phải biết yêu thương bản thân của mình, yêu thương gia đình, nhất là thằng Hải Di nữa. Dạ, thôi để ngày mai em ráng uống hết cửu thuốc. Nếu mà không khỏe thì em đi bệnh viện. Ừ, thôi bây giờ anh chạy ra quán anh mua sữa. Để tối em có đói thì uống nha. Thôi, trễ rồi mà anh đi làm gì? Với lại, từ nào đến giờ em đâu có uống sữa đâu. Bây giờ anh mua á, để tối em có đói thì em uống. Anh đi xíu về liền à. Anh đừng đi mà. À, vậy tối em có đói hay là đau bao tử á, anh nấu cháo cho em ăn cũng được. Thôi nghỉ ngơi đi nha. Bóng dáng xưa xa rồi, bao ngày qua đời hoang vắng tiếng cười. Nhớ em bao nhiêu chiều, anh làm sao quên ngày xưa mặn nồng yêu dấu. Nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm đọa đầy, niềm thương nhớ đong đầy. Dòng đời hững trôi, nghìn năm lá thu tàn rơi. Ngày buồn rồi bỗng đến ai ngờ, cuộc tình chìm vào dĩ vãng. Hương tình gió cuốn mình vào bao giông, cuộc đời bao trái ngang. Còn gì cho nhau để rồi mãi sau phương sâu nhớ. Tình mệnh số kiếp chẳng hề lỗi ai, đành phải cách phim do Viettel Media sản xuất.